chúng ta được biết ấy, hiện nay thì diện tích mì tập trung nhiều ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, khu vực miền Bắc cũng có, và đứng lúc này thì giá khoai mì cũng đang khá cao, bởi vì các nước họ ồ ạt nhập cái mì sắt nát để họ chế biến ethanol, thì chúng ta cũng được nhờ cái phần đấy về nên giá khoai mì nó cũng cao. Hai nữa, một số cái diện tích của Tây Nguyên hay là Đông Nam Bộ, cụ thể là Tây Ninh nữa, thì diện tích khoai mì khá nhiều, nhưng trong canh tác thì mấy năm gần đây xuất hiện cái bệnh khảm lá, nó ảnh hưởng rất lớn tới năng suất mì, bởi vì nếu mà bệnh khảm lá mà ảnh hưởng tới bộ lá thì ảnh hưởng tới khoa học và ảnh hưởng đến tinh bột, ảnh hưởng đến sự to của củ. Thế nên là chúng ta phải rất chú ý. Thì đứng trước khó khăn ấy thì Viện Di truyền Nông nghiệp họ đã đưa ra hai cái giống HN3 và HN5 kháng bệnh khảm lá rất tốt. Một số nông dân đã được áp dụng, và ngay cả khi áp dụng thì chúng ta cũng nên phải thật cẩn thận khi mà những cái truyền từ cái virus từ bệnh những năm trước ra, thì chúng ta cũng phải tuân thủ theo một cái quy trình chặt chẽ. Và khi chúng ta áp dụng hai giống này thì phần nào nó tăng cái kháng cho khoai mì ở bệnh khảm lá, bởi vì hai giống người ta đã được khảo nghiệm rất kỹ rồi và Bộ Nông nghiệp đã phóng thích rồi. Thế nên chúng ta áp dụng ngay, còn bà con đừng trồng giống mì cũ nhiều. Thế mà khi bà con không có dịp tiếp cận với hai giống này mà vẫn trồng giống khoai mì cũ thì bà con phải chú ý này, cái bệnh khảm lá này nó dễ xảy ra, nó do cái con bọ phấn trắng truyền, nó là cái vector truyền bệnh. Thế nên bà con cũng phải xịt, lúc đầu phải xịt kỹ để cho nó không có cái con trùng phấn trắng, nó là loại truyền bệnh. Thế khi mà nó bị rồi ấy, thì bà con phải bón, bổ sung phân bón làm sao để nó tăng kháng thể lên, và dùng cái nano bạc để mình phòng, nhất là mùa mưa, và mình phòng cái nano bạc để cho nó không có cái bệnh ấy nó chuyển lây nhiễm, cũng như là chúng ta diệt cái con bọ phấn trắng. Thế thì đấy, còn những loại phân bón thì cái đạm agroten ấy, rồi 20-25 cộng tế ơ, thế rồi cái phân 15-5-20, đấy là những phân rất thích hợp cho khoai mì. Khi mà bắt đầu chúng ta phải chú ý cả bón lót, nhưng mà bắt đầu nó có triệu chứng thì một là có bọ phấn trắng, thứ hai là dinh dưỡng hơi yếu, vì bà con trồng khoai mì nhưng mà bà con ít chú ý, nên là chúng ta phải bón tăng cường, bón bổ sung thêm đạm agroten hạt vàng ấy, bón phân chuyên bột của nó. Nếu như sau cái giai đoạn mà 2 tháng thì nó sẽ bắt đầu làm củ nhiều thì chúng ta phải bón 15-5-20. Và cũng có thể nếu thiếu thì chúng ta sẽ vẫn bón bổ sung những cái phân mà nó đồng đều NPK như 3 số 15, thì như vậy nó chăm sóc tốt, chúng ta sẽ có được khoai mì mà năng suất. Trong lúc này giá phân tăng cao, không chỉ ở Việt Nam thôi mà cũng không dừng ở một công ty nào, nó là giá phân vật tư làm phân bón chung của cả thế giới. Giá dầu lửa tăng, giá than tăng, các thứ nguyên vật liệu làm tăng, và hai nữa giá vận chuyển tăng, nên tất cả các loại phân bón đều tăng. Thì lúc này bà con phải bón phân một cách khoa học và thông minh. Chúng ta giảm số lần bón bằng cách là chúng ta bón lót là phân hữu cơ, và 20-15 bón lót để cho nó quang khỏe. Và cái giai đoạn đầu khoảng độ 2 tháng từ sau khi trồng thì chúng ta phải chú ý tăng cường cái lượng đạm để cho nó sinh trưởng tốt lên. Bắt đầu sau 2 tháng thì bắt đầu khoai mì làm củ, thì chúng ta phải chú ý bón cái loại phân 15-5-20 và phun thêm phân bón lá có nhiều kali để nó tăng quang hợp và tích lũy quỷ. Còn giai đoạn đầu là tăng sinh trưởng thì chúng ta phải tăng đạm lên, cũng có thể sử dụng cả phân bón lá, nhưng mà chú ý là nên bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng thì nó kinh tế hơn.